Biden nói bà Kamala đủ điều kiện làm Tổng thống. Điện Kremlin cáo buộc NATO tham gia hoàn toàn vào xung đột Ukraine. Lý do Đức cho phép Mỹ đặt tên lửa tầm xa trên lãnh thổ. Quan chức Ukraine nêu yếu tố giúp thay đổi cục diện cuộc chiến với Nga. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được hàng loạt câu hỏi. Trong số này có cả những câu liên quan bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Nhận được câu hỏi từ hãng tin Reuters về sự tin tưởng với Phó Tổng thống Kamala Harris, Tổng thống Biden đáp ông sẽ không chọn bà Harris làm Phó Tổng thống Mỹ nếu bà ấy không đủ tiêu chuẩn làm Tổng thống. Tuy nhiên, dường như đương kim Tổng thống Mỹ đã nhầm tên của bà Harris với ông Donald Trump, đối thủ chính của ông. Cụ thể, nguyên văn câu trả lời của ông Biden là tôi sẽ không chọn Phó Tổng thống Trump làm Phó Tổng thống nếu bà ấy không đủ tư cách làm Tổng thống. Vì vậy, hãy bắt đầu từ đó. Điều này xảy ra vài giờ sau khi Tổng thống Biden gọi nhầm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Washington. Ông đã nhanh chóng sửa lại phát ngôn ngay sau đó. Trở lại cuộc họp báo và câu hỏi của Reuters, Tổng thống Biden đã nêu bật sự nghiệp của bà Harris với tư cách là thượng nghị sĩ và tổng trưởng lý bang California trước khi giữ chức phó tổng thống. Trên cương vị này, bà cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chủ nhân Nhà Trắng nói, bà ấy có đủ tư cách để trở thành tổng thống. Đó là lý do tại sao tôi chọn bà ấy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, ông Biden nhấn mạnh ông mới là người Mỹ đủ phẩm chất nhất để tranh cử và đánh bại ông Trump. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gặp khó khăn trong 2 tuần qua kể từ khi ông có màn thể hiện bị cho là kém cỏi trước ông Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Cho đến nay, 13 trong số 213 đảng viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện và 1 trong 51 đảng viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã công khai kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua tái tranh cử. Bà Harris, năm nay 60 tuổi, gần như chắc chắn được Đảng Dân Chủ đề cử là ứng viên phó tổng thống của ông Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của đương kim tổng thống đã làm dấy lên nhiều lo ngại và suy đoán về sự chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ thứ hai nếu ông đắc cử. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7, đương kim tổng thống thừa nhận những lo ngại về thần trí của mình. Song, ông nhấn mạnh đã trải qua 3 cuộc kiểm tra sức khỏe và các bác sĩ nói ông vẫn đang trong tình trạng tốt. Tổng thống Biden đồng thời khẳng định sẵn sàng kiểm tra lần nữa nếu các bác sĩ yêu cầu. Người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh, tôi quyết tâm tranh cử, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải xoa dịu nỗi sợ hãi trong Đảng Dân Chủ. Ngày 11 tháng 7, khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington trong tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc NATO trên thực tế đã can dự hoàn toàn vào cuộc xung đột ở Ukraine với mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga. Ông nói, rõ ràng NATO đang theo đuổi một trong những mục tiêu chính là kiềm chế Nga, gây thất bại chiến lược cho Nga. Điều này buộc chúng ta phải phân tích rất sâu sắc các quyết định của cuộc thảo luận đã diễn ra, phân tích rất kỹ nội dung của tuyên bố đã được thông qua. Ông Peskov nhấn mạnh, đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi. Tất cả điều này sẽ đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện các biện pháp phản ứng kỹ lưỡng, phối hợp và hiệu quả để ngăn chặn NATO. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ngày càng tiến gần về phía biên giới Nga. Ông Peskov nói, NATO trên thực tế hoàn toàn tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây thực tế đã là một bên tham gia xung đột ở Ukraine khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ. Trong tuần này, lãnh đạo 32 nước thành viên NATO đã nhóm họp tại Washington, Mỹ. NATO đã ra tuyên bố chung, trong đó đề cập đến Moscow là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của liên minh, đồng thời lên án hoạt động quân sự của nước này chống lại Ukraine. Tuyên bố chung cũng khẳng định hạt nhân là vấn đề quan trọng của an ninh liên minh và NATO sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực hạt nhân. Thông điệp chung này được công bố sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ các thành viên của khối đang thảo luận về việc đưa thêm vũ khí hạt nhân của họ vào chế độ chờ để đề phòng các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga và Trung Quốc. Moscow đã lên án tuyên bố này là cố tình khiến căng thẳng leo thang.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận, Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO. Các cuộc thảo luận đang diễn ra có sự tham gia của giới chuyên gia. Theo học thuyết hiện tại, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nhằm chống lại Nga và các đồng minh, hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công thông thường gây ra mối đe dọa cho sự sống còn của nước Nga. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này. Tuy nhiên, ông Peskov cho hay, vũ khí hạt nhân không phải là biện pháp ngăn chặn duy nhất mà Nga có thể sử dụng để đối phó với NATO. Hôm 10 tháng 7, hai quốc gia là Mỹ và Đức đã ra tuyên bố chung với nội dung Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa ở Đức vào năm 2026. Đây là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm thể hiện cam kết của nước này đối với an ninh của NATO và châu Âu. Phát biểu với kênh truyền hình Deutschland Fan hôm 11 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, việc tên lửa tầm xa của Mỹ được triển khai ở Đức sẽ giúp che đậy lỗ hổng nghiêm trọng trong phòng thủ. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng các chính quyền tương lai của Mỹ sẽ không đảo ngược quyết định này. Việc triển khai những loại vũ khí như vậy trước đây bị cấm, theo Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung NIS thời chiến tranh lạnh, nhưng Washington đã rút khỏi thỏa thuận mang tính bước ngoặt này vào năm 2019. Theo ông Pistorius, vì tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ chỉ luân phiên được đưa đến Đức, nên hoàn toàn rõ ràng rằng Washington kỳ vọng Berlin sẽ đầu tư vào việc phát triển và mua sắm những loại vũ khí tầm xa như vậy. Bộ trưởng Pistorius cho biết, việc triển khai tên lửa của Mỹ sẽ cho Đức thêm thời gian cần thiết để tự phát triển các loại vũ khí tương tự của riêng nước này. Ông cho rằng mục tiêu này là chìa khóa để đảm bảo an ninh quốc gia của Đức. Một tuyên bố chung do Nhà Trắng công bố tiết lộ các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Nhà Trắng cho biết, vũ khí siêu vượt âm đang phát triển cũng sẽ được đặt ở Đức và sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các vũ khí trên đất liền hiện nay ở châu Âu. Tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km tới 5.500 km đã bị cấm ở châu Âu, theo Hiệp ước Lực lượng An ninh Tầm trung INF được ký vào năm 1987. Cùng với các hiệp định START 1 và START 2, Hiệp ước INF đã giúp xoa dịu căng thẳng hạt nhân ở châu Âu sau khi phương Tây và Liên Xô tiến gần đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019 khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố một số tên lửa hành trình của Nga đã vi phạm thỏa thuận. Moscow phủ nhận cáo buộc này. Cùng ngày 11 tháng 7, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa mới của Mỹ ở Đức làm tăng khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang và có thể gây ra sự leo thang không thể kiểm soát. Đại sứ Antonov chỉ trích việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tới Đức là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc tế và sự ổn định chiến lược. Nga từng tuyên bố tiếp tục tuân thủ hiệp ước và không phát triển tên lửa bị cấm theo quy định. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí như vậy do các hành động đối đầu của Mỹ. Mới đây, quan chức cấp cao Ukraine đã kêu gọi phương Tây hành động để giúp Kiev thay đổi cục diện cuộc chiến với Nga. Theo đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak tin rằng việc phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu ở sâu trong Nga sẽ làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Theo ông, đây là sự thay đổi quan trọng mà các đối tác phương Tây của Ukraine cần thực hiện để Kiev có thể lật ngược tình thế với Nga. Ông nói rằng những thay đổi ở tiền tuyến sẽ có thể xảy ra khi các đối tác dỡ bỏ mọi hạn chế để sử dụng những loại vũ khí này không chỉ trong lãnh thổ Ukraine mà còn có khả năng đáp trả, bao gồm cả bằng cách tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, ông Yermak cho biết. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự và tôi hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi hiểu điều đó và đồng ý cho quyết định này càng sớm càng tốt. Theo ông, Nga không đối mặt với bất cứ hạn chế nào khi tấn công vào mục tiêu của Ukraine và điều này có thể là bất lợi với Kiev. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những mục tiêu nào của Nga mà Ukraine có thể tấn công vào để thay đổi cục diện của cuộc chiến. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Ông Blinken cho biết những vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực ở Nga giáp với vùng Kharkov. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Theo Tổng thống Biden, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine. Mỹ đã giới hạn loại vũ khí mà Ukraine có thể dùng, trong đó có pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế về vũ khí để Kiev có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa uy lực. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang thể hiện sự thận trọng chiến lược ở mức độ nhất định với đề nghị này.